Khả năng ô tô xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán của em ở Hải Phòng. Em chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả dòng xe qua sử dụng từ 26 chỗ, địa chỉ cầu Tiên Cựu, đường 10 Não Hải Phòng, lối ra vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng ra quốc lộ 10. Ngày hôm nay Khả năng ô tô xin giới thiệu cho mọi người một chiếc Toyota Vios đời 2006 giá kịch sàn. Để mừng 40.000 người theo dõi trên kênh YouTube, Khả năng ô tô sẽ bán cái giá mà anh em vừa mua vào luôn và bán luôn cho tất cả mọi người. Đó, thông thường bọn em đang bán con này 160 triệu đấy, nói chung là để cho anh em vào việc được thì anh em vần vò xuống tầm 160 là anh em bán ở đời 2006 này. Nhưng mà thực ra làm gì phải có lãi. Nhưng hôm nay em sẽ bán không lãi chiếc Toyota Vios đời 2006 này, biển Phú Thọ, tên tư nhân. Chiếc này bên em bán không lãi luôn nhé. Những cái phần anh em mua về và phần sơn, phần xi anh em đã phải làm thêm rất là nhiều rồi. Đó, sơn xi chiếc xe hiện tại đang rất là căng bóng, mịn mà, mọng nước, căng mọng nước. Dòng Vios thì máy rất là lành, nó không hỏng vặt đấy, gầm bệ chắc chắn. Đấy, hiện tại thì là máy đang nổ ra cho anh em cùng nghe luôn tiếng máy luôn. Chiếc Vios này đang đúc lốp nắp mới, đăng kiểm, vừa đăng kiểm xong hay sao, tháng 7 năm 2020, bên em bán 148 triệu. Đấy, bán băng giá luôn anh em ạ, quả thu hồi vốn để cho anh em làm bán khác. Dòng Vios 2006 bên em rất là nhiều. Đấy, chiếc này rất là đẹp thì em quay luôn cho anh em, vì sao cái giá này còn lại để cho anh em giá yêu như này. Riêng Khả năng ô tô sẽ quay riêng một mình em để bán cho anh em nào thực sự là theo dõi kênh của em rất là lâu rồi và rất muốn mua cái dòng Vios giá rẻ đời 2006 mà 148 triệu thì anh em biết rồi. Đấy, đời 2005 em vẫn bán 159 triệu nhá, nhưng chiếc này anh em đang cần thu hồi vốn. Đấy, thì để làm bán khác và gia đình có việc thì anh em sẽ thu hồi vốn luôn và không để lấy lãi nữa. Để cho mọi người giá rất là yêu 148 triệu đồng bao rút hồ sơ. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc này nó phù hợp với khuôn tiền này nên hệ em số điện thoại 0326062789. Zalo số 0936405926 để lấy hình ảnh chi tiết của chiếc Toyota Vios đời 2006 tên tư nhân biển Phú Thọ 148 triệu đồng bao rút hồ sơ này cho anh em nhé. Nó cực kỳ đẹp luôn. Thì em sẽ quay riêng một video clip dành cho anh em, các cô, các bác, các chú là đã ủng hộ cho cháu thời gian vừa qua. Anh chị em nào đã ủng hộ cho em trong thời gian vừa qua trong rất là nhiều. Trong tất cả những video anh em đăng lên đều được rất là nhiều người theo dõi và xem và bình luận. Đấy, tích cực có, tiêu cực cũng có. Nhưng ngày hôm nay thì Khả năng ô tô sẽ bán không lợi nhuận chiếc xe này để thu hồi vốn về cho anh em làm bán khác. 148 triệu đồng bao rút hồ sơ nhá. Giá bán thì hiện tại của bên Khả năng ô tô là 168 triệu. Đó. Như vậy giảm 20 triệu đồng cho anh em. 20 triệu thì nói chung là anh em một trước thì 160 triệu bán thì cũng được chục triệu, nhưng 148 triệu thì anh em hy vọng là anh em sẽ đừng vần vò nữa. Đấy là giá cuối của bên Khả năng ô tô. Không giảm bất cứ 1.000 nào cho anh em nào nữa, tại vì thu hồi vốn mà anh em. Anh em tạo điều kiện cho bên em luôn luôn, thỉnh thoảng cũng có một chiếc xe để bên em bán không lợi nhuận để cho mọi người mua về đi lại. Để cảm ơn rất nhiều cái tình cảm của anh em, cô bác, chú gì, anh chị em đã ủng hộ cho Khả năng ô tô thời gian vừa qua. Thì em sẽ bán chiếc này không lợi nhuận luôn nhé. Nhắc lại là không lợi nhuận luôn. 148 triệu đồng bao rút hồ sơ, không rút hồ sơ thì 145 triệu. Đó. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc này nó phù hợp với khuôn tiền 148 triệu đồng thì liên hệ em số điện thoại 0326062789 nhé. Về phần sân xi bên ngoài anh em không cần làm bất cứ một cái gì nữa. Đó, Toyota Vios đời 2006, tên tư nhân biển Phú Thọ. À, bản Nimo lân kịch nhé, anh em đừng nói bản G phải cần 200. Đời 2006 bản G phải tầm 180 anh em nhé. Bản G xịn đấy, đây bản Nimo lân kịch. Đó. Cái dòng xe Vios này anh em biết rồi, động cơ 1.5 thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu thôi. Nó chỉ ăn tầm 6 lít rưỡi trên 100km, này kể cả cũ luôn, chấp luôn. Tất cả các dòng xe đều dòng Nhật Bản Toyota này là dòng tiết kiệm nhiên liệu. Nói chung mấy thằng Nhật Bản thì con nào cũng tiết kiệm nhiên liệu luôn. Về phần sân xi bên ngoài anh em nhìn thấy vè mưa đầy đủ này. Đăng kiểm tháng 7, nó đang đúc lốp rất là mới. Nẹp chân kính này, tay nắm cửa nẹp rồi, nẹp cửa chrome hết rồi. Đèn đóm sáng bóng đấy. Có thêm một cái đèn nét ở bên dưới nữa. Anh em không cần làm cái bất cứ một cái gì nữa nhá, chỉ đổ xăng và chạy thôi. Xăng thì ăn 6 lít rưỡi trên 100 km để tiết kiệm cực kỳ luôn. Đấy, về phần sân xi bên ngoài anh em đi một vòng qua cho mọi người cùng ngắm nhé. Không có, tất cả những đường ngân gờ quanh xe đều và mượt. Đó, không có đâm đụng ngập nước gì. Đấy thì em cam kết luôn. Thì em sẽ cùng quay vào phần nội thất bên trong chiếc xe cho mọi người cùng theo dõi cái chiếc xe này. Xem có 148 triệu có đúng em nói đúng không? Đấy. Thì anh em cứ xem kênh của em rất là nhiều rồi, anh em biết dòng Vios 2006 bên em còn đang rao 168 triệu, 165 triệu cũng có. Đấy, những chiếc này em đang rao 168 triệu thì bây giờ nay em giảm giá xuống 148 triệu thì anh em biết rồi. Tất nhiên là 168 triệu thì anh em 165 triệu anh em bán rồi là có lãi 10-15 triệu. Nhưng mà đúng thật là bên em nếu là một chiếc xe mà không lãi đến 10-15 triệu thì bọn em không có làm thật sự luôn.
thì đi buôn xe rất là vất vả, đi lại còn rất nhiều chi phí anh em ạ. Đó, anh em nào đến mà hiểu thông cảm được thì chắc chắn sẽ xuống tiền mua xe bên em. Đây anh em, cảm ơn tất cả mọi người luôn luôn quan tâm ủng hộ cùng Khả Năng Ô Tô. Thì hôm nay Khả Năng Ô Tô bán không lợi nhuận chiếc xe Toyota Vios đời 2006 tên tư nhân biển Phú Thọ này cho mọi người. Đấy, máy Vios rất là lành, còn những gì xấu anh em về làm thêm nhé. Đó, đây anh em nhìn này, tapi kính, gương kính chỉnh điện, kính chỉnh điện đây, gương chỉnh điện đây, đầy đủ ghế bọc da bọc bộ mới tinh, vừa mới bọc xong nhé, vừa mới bọc xong bộ ghế da mới tinh cho anh em này. Điều hòa rất là mát, chân nỉ nguyên bản nhưng mà trông có vẻ hơi bẩn, anh em về vệ sinh bằng dung dịch dạ hương xịt lên rồi anh em lau qua là nó sạch thôi. Vô lăng khâu da mới cứng này, vừa mới khâu da xong ấy, khâu cứng mới cứng luôn. Đó, anh em màn hình cắt nồi đủ cả. Đây, ghế bọc da mới cứng nhé. Chỉ cánh zin này, kia có dưới kia có mất một đoạn thôi. Đấy, dòng xe cũ mà anh em không tránh được, vừa rửa xong cũng không được sạch sẽ lắm, anh em chưa lau chùi gì sạch sẽ cả. Đây anh em nhìn này, khuyến mại anh em cái áo luôn này. Áo này thì về chỉ có lau nhà thôi anh em. Đấy, bóc cột nhá, tránh trường hợp anh em bảo nó không zin. Đây cột đây anh em này, đó zin luôn. Với giá 148 triệu thì anh em thực ra không bao giờ mong được mua được một chiếc xe mà nó không đâm đụng, mà không đụng nặng mà ngập nước thì anh em khó mua lắm thực sự. Còn nếu mà anh em thợ anh em mua được thôi, chứ còn bình thường anh em dân thì phải mua tầm 165 triệu trở ra nhé. Đây anh em cùng quay cánh cửa tiếp theo cho anh em nhé. Đây là chưa lau chùi gì, nó bẩn thôi anh em ạ, rất là đẹp luôn. Con này rất đẹp đấy, cột kèo đây anh em nhìn này. Nó đinh bấm đây. Mối hàn chập đây. Đầy đủ mà, chẳng cần làm gì cả, đổ xăng là chạy thôi. Xăng này 6,5 lít trên 100 km. Máy nổ đang rất là êm. Đấy, anh em nhìn đi, keo chỉ nôm nhôm, chỗ này keo chỉ nôm nhôm. Đấy, nhưng mà nội thất rất là tươi đẹp này, sạch đẹp rồi. 148 triệu rồi anh em thì xuống tiền liên hệ em số điện thoại 0326062789 để sở hữu chiếc này về làm xe gia đình, tránh mưa tránh nắng. 148 triệu quá rẻ cho một cuộc tình luôn, thực sự luôn. Em sẽ điều hòa rất là mát rồi, em sẽ cùng mở phần khoang động cơ lên để cùng quay cái phần khoang động cơ cho anh em cùng ngắm nhé. Đây, khoang động cơ đây nha. Con này đời 2006 đăng ký 2007 nhé. Đây là phần khoang động cơ anh em nhé. Nó rất là sạch đẹp, máy nổ rất là êm. Hiện tại có vẻ như con cái dây xích cam mà hơi kêu một chút đó, cũng báo luôn cho anh em, nhưng chẳng có gì cả, bình thường hết anh em nhé. Máy nổ cực kỳ êm luôn, không rung giật. Đây đầu đít zin này, đầu zin này, đít thì có chạm một tí kìa anh em nhìn không, đít có chạm một chút chút thôi đấy, chạm đầu răng kìa đấy, anh em nhìn thấy chưa. Bên em luôn nói cho khách hàng những tất cả những vấn đề nhỏ nhỏ to nhỏ của chiếc xe đó luôn, không có gì nhặt. Thì để cho mọi người xem xe và mọi người tin tưởng thì nó là một cái điều rất là khó khăn, không phải ai làm cho mọi người tin tưởng đâu. Không phải tự dưng mà em đạt đến 450.000 lượt theo dõi trên kênh YouTube cả. Hy vọng là giờ đến cuối năm em sẽ đạt được nút bạc trên kênh bán hàng YouTube của em. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tình cảm mọi người dành cho em trong thời gian vừa qua. Thì em sẽ bán chiếc này với giá 148 triệu đồng và không lợi nhuận để cảm ơn lại, đáp lại tình cảm của anh em. Vậy thì anh em nào may mắn thì sẽ liên hệ em số điện thoại 0326062789, sở hữu một chiếc Toyota Vios đời 2006 đăng ký 2007, giá chỉ 148 triệu đồng bao rút hồ sơ. Cảm ơn tất cả mọi người quan tâm theo dõi clip của em. Anh em nào xem thì nhớ like, share, chia sẻ hoặc là đăng ký kênh giúp em để em có động lực làm những video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào, gặp lại. Hiện tại thì đánh con này vào trong kia chưa? Hiện tại thì con này hiện tại bên em đang rất là nhiều xe cho mọi người lựa chọn này. Innova này, Wildtrak này, BT50 này. Đây anh em nhìn đi, cùng nhìn qua quang cảnh cái bãi xe ô tô của Khả Năng Ô Tô đang làm việc, bãi ô tô miền Bắc, chợ ô tô miền Bắc luôn. Cái chợ thì rất là nhiều anh em bán hàng. Vậy thì anh em nào ưa thích, anh em nào bán hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với người đó. Và Khả Năng Ô Tô cũng là một trong những người bán hàng trong xe đây. Em phụ trách bán hàng, còn nhiều anh em phụ trách nhiều mảng khác nhau. Đấy, đi chỉnh chu xe hay là anh em đi bắt xe, đi mua xe. Đấy, đi khắp mọi miền Tổ quốc để mua xe về phục vụ bà con cô bác nhé. Tất nhiên làm gì cũng có lãi thôi.
Vậy thì anh em nào cân đối được, cảm thấy chiếc xe là phù hợp với khuôn tiền của mình, liên hệ em số điện thoại 032 60 62 759. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào gặp lại.